Chào mừng các bạn đến với podcast của cadano.vn. Đây là podcast số 135. Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2023, trong podcast này chúng ta sẽ đến với bài IOG là một lợi thế bị đánh giá thấp của Cardano. Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về crypto cách đây nhiều năm, một trong những ý kiến kỳ lạ nhất trên mạng xã hội là tuyên bố rằng Bitcoin không có người lãnh đạo và đó là thứ tốt nhất để phi tập trung. Một số người còn tuyên bố rằng Bitcoin thậm chí không có một nhóm nào hoặc Bitcoin được sửa đổi bởi bất kỳ ai muốn. Là một lập trình viên và chuyên gia về giao thức mạng, tôi biết ngay điều này là vô lý. Cho đến ngày nay, vẫn có nhiều người tin vào điều đó. Trong khi đó, Sackley Hoskinson và nhóm IOG đôi khi bị coi là vấn đề, nhưng đó thực sự là một trong những thế mạnh lớn nhất của các Dano. Hầu hết mọi người trong lĩnh vực crypto không hiểu về sự phi tập trung. Họ không biết những gì một nhóm có thể và không thể làm với một mạng phân tán đang chạy được phi tập trung thông qua tiền gốc hoặc tỷ lệ băm. Has. Công chúng có thể không biết rằng mọi phần mềm trên thế giới đều có một nhóm người bảo trì và người ra quyết định. Chúng tôi sẽ cố gắng giải thích lý do tại sao một nhóm gồm các chuyên gia, nhà khoa học và lập trình viên là các đàn tốt nhất có thể có và tất cả chúng ta sẽ được hưởng lợi như thế nào từ nó. Tại sao blockchain phải cần một nhóm bảo trì? Sẽ luôn luôn có sự cạnh tranh giữa các dự án blockchain. Mặc dù điều này có thể khuấy động cảm xúc khi mọi người cảm nhận nó thông qua các cuộc tranh cãi giữa các cộng đồng, nhưng ở cấp độ công nghệ đó là một hiện tượng không thể tránh khỏi và thậm chí là rất đáng mong đợi tiến bộ công nghệ không thể dừng lại bạn không thể nói rằng một giao thức mạng sẽ được vận hành mãi mãi mà không bao giờ cần cập nhật điều đó thậm chí là hoàn toàn ngược lại để một giao thức luôn phù hợp với thực tiễn nó cần được bảo trì liên tục và theo kịp sự đổi mới rõ ràng những giao thức tốt hơn sẽ giành chiến thắng và những giao thức thua cuộc sẽ bị lãng quên theo thời gian định nghĩa tốt hơn và tệ hơn của bạn là gì không quan trọng bởi vì nó mang tính chủ quan. Một số hình thức tốt hơn của một hình thức hiện có sẽ luôn thay thế đối thủ cạnh tranh của nó bởi vì nó hiệu quả hơn trong một lĩnh vực nào đó. Tất cả chúng ta đều có nguyên tắc này ăn sâu trong chúng ta bởi vì đó là cách tự nhiên mà mọi thứ vận hành. Bất cứ ai có thể quản lý tài nguyên tốt hơn và thích nghi với các điều kiện mới trong một môi trường nhất định sẽ luôn chiến thắng. Nhiều người không nhận ra rằng crypto là công nghệ. Cụ thể, các nhà kinh tế nhìn nhận crypto quá dựa vào kinh tế và nghĩ rằng tiền phải là bất biến, ổn định cứng nhắc và theo một cách nào đó là ngu ngốc họ thường so sánh crypto với vàng đặc biệt là trong trường hợp của bitcoin nhưng so sánh này là sai vàng là một mặt hàng và không cần một đội để duy trì nó vàng không phụ thuộc vào điện internet hoặc những người chạy một đốt đầy đủ vàng không cần các khối mới được tạo thường xuyên vàng là vật chất trong khi crypto là kỹ thuật số một giao thức về cơ bản là một đoạn mã nguồn đó là một tập hợp các quy tắc và công nghệ phụ một số quy tắc cần được thay đổi theo thời gian, một số công nghệ cần được cập nhật. Trong một trận chiến cạnh tranh, cần phải đổi mới để phù hợp. Vàng được khai thác xong thì thường không có vấn đề gì sau đó. Ngay cả khi vàng có vấn đề, cũng không thể làm gì nhiều để thay đổi nó. Giao thức mạng hoàn toàn ngược lại với vàng. Nếu bạn chỉ có cái nhìn kinh tế về crypto mà không đủ tầm nhìn về công nghệ, bạn sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của công nghệ này. Không có giao thức blockchain nào là hoàn hảo và trên thực tế, có rất nhiều vấn đề đang tồn tại với mọi blockchain đang có hiện nay. Các Dano, Ethereum và Bitcoin đều có vấn đề. Một số người có ảnh hưởng trong cộng đồng nói gì không quan trọng. Nhóm phát triển của mỗi dự án biết chính xác những vấn đề mà giao thức của họ gặp phải. Nhiều chuyên gia công nghệ thông tin biết, hoặc ít nhất là nghi ngờ điều đó. Không giống như vàng, các vấn đề về giao thức blockchain có thể được giải quyết. Với điều này, cần một đội ngũ chuyên gia cần kinh phí và cần đủ thời gian để giải quyết vấn đề là rất quan trọng. Hơn nữa, khả năng mô tả các vấn đề, tìm giải pháp và xác định các ưu tiên. Đó là cách nó sẽ hoạt động trong thế giới kinh doanh. Trong trường hợp các giao thức phi tập trung, chúng ta cần thêm một thứ gì đó. Chúng ta cần đưa ra các quyết định quan trọng theo cách phi tập trung. Lý tưởng nhất là thông qua một số hình thức bỏ phiếu, vô tình. Chúng ta cũng cần đảm bảo rằng, việc tài trợ là phi tập trung nếu cộng đồng muốn tránh ảnh hưởng của các quỹ đầu tư mạo hiểm nếu bạn vẫn tin rằng giao thức không cần đội nhóm bảo trì hãy thử nghĩ về nó nhiều hơn chỉ cần nhìn xung quanh bạn có nghĩ rằng bất kỳ mạng xã hội nổi tiếng hoặc các dịch vụ khác trên internet có thể duy trì sự thống trị của nó nếu nó không có một đội ngũ bảo trì hay không tất cả các dịch vụ trên internet cũng chỉ là các giao thức mạng với giao diện người dùng đẹp mắt và các nhóm lập trình viên lớn đang cải tiến chúng theo đúng nghĩa đen mỗi ngày nếu họ ngừng làm điều đó đối thủ cạnh tranh sẽ chiếm lấy vị trí của họ rất nhanh Đúng là khi một dịch vụ chiếm ưu thế, mong muốn và nhu cầu đổi mới giảm đi. Các tập đoàn thường trở nên kém linh hoạt hơn và có thể không đáp ứng kịp thời các thay đổi hoặc nhu cầu của người dùng. Nhưng đây chính xác là lý do tại sao cạnh tranh có xu hướng thành công. Duy trì sự thống trị thực sự lâu dài là rất khó khăn. Nhiều chuyên gia đưa ra các quyết định quan trọng và các lập trình viên thực hiện chúng. TCP/IP đã được tung ra thị trường vào những năm 1980 và kể từ đó nó đã trở thành giao thức thống trị cho tất cả các giao tiếp mạng bao gồm cả internet. Bạn hãy thử tìm một dịch vụ trên internet đã tồn tại hơn 40 năm và giữ vị trí thống trị, có điều đó hay không? Công nghệ blockchain vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được. Công nghệ blockchain vẫn còn có nhiều vấn đề chưa được giải quyết kể từ khi khởi tạo. Hơn nữa, chúng đã không tồn tại đủ lâu để đứng trước thử thách của thời gian. Việc ứng dụng của chúng vẫn còn quá thấp để chúng ta có thể trả lời câu hỏi điều gì sẽ xảy ra khi chúng bắt đầu được sử dụng hàng loạt. Hãy cụ thể hơn chúng ta đều biết rằng blockchain chưa có đủ khả năng mở rộng, có thể thực hiện 12 1.000 hoặc 10.000 giao dịch mỗi giây có đủ không? Có khả năng các lớp thứ hai sẽ chiếm một phần lớn các giao dịch, nhưng không chắc liệu 1.000 lớp thứ hai có đủ khả năng mở rộng hay không. Chúng ta không biết vì mọi người chưa sử dụng crypto nhiều. Nếu 10% dân số quyết định sử dụng bất kỳ mạng blockchain hiện có vào ngày mai, mạng lưới sẽ sụp đổ. Nó sẽ tương tự trong năm hay 10 năm nữa không? Nếu vậy, Blockchain với tư cách là một công nghệ đầy hứa hẹn gần như chắc chắn sẽ thất bại. Vì vậy, chúng ta cần giải quyết khả năng mở rộng. Mọi người sẽ không sẵn sàng chờ đợi nhiều ngày để giải quyết và trả hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn đô la cho nó. Các nhóm phát triển có nên ngồi im và chờ xem điều gì sẽ xảy ra sau 5 năm nữa, hay giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng ngay hôm nay hay không? Các nhóm phát triển nên tập trung vào các lớp thứ hai hay giải quyết khả năng mở rộng của các lớp đầu tiên? người dùng có muốn một cái gì đó khác với những gì các thành viên trong nhóm phát triển đang nghĩ không một ẩn số lớn khác chính là bài test thời gian các dự án block trên lâu đời hơn gặp sẽ gặp phải các vấn đề về ngân sách bảo mật điều này đặc biệt quan trọng đối với bitcoin vì bao là một sự đồng thuận rất khó khăn về mặt kinh tế để duy trì tất cả các dự án mới hơn có thể gặp vấn đề tương tự trong vài năm hoặc vài thập kỷ sau đó không ai biết bao lâu trước khi một vấn đề tiềm ẩn trở thành một mối đe dọa thực sự tại sao bởi vì ngân sách bảo mật có liên quan đến giá cả thị trường của tiền gốc và không ai có thể dự đoán được điều đó. Chính phủ có thể quyết định đóng cửa các sàn giao dịch tập trung. Dòng vốn chảy ra và thanh khoản giảm có thể là mối đe dọa đối với ngân sách bảo mật ngay lập tức. Theo quan điểm của chúng tôi, các nhóm phát triển cần đưa ra giải pháp càng sớm càng tốt vì có thể mất tới 5 năm để đề xuất được phê duyệt và triển khai. Proof of Stake giải quyết một phần vấn đề ngân sách bảo mật vì nó dễ dàng hơn về mặt kinh tế để duy trì lâu dài. Tuy nhiên, ngay cả Proof-of-Stake cũng chưa vượt qua được bài kiểm tra về thời gian đủ dài. Chúng ta sẽ cần vài thập kỷ để kiểm định được điều đó. Sự cạnh tranh giữa các dự án blockchain sẽ đẩy phí xuống thấp hơn. Mọi người sẽ muốn giao dịch ngay lập tức, giải quyết nhanh chóng, độ tin cậy cao. Giao diện người dùng phải thân thiện và nhiều thứ khác. Người dùng sẽ có yêu cầu và các nhóm phát triển đáp ứng yêu cầu đó, nếu không giao thức của họ sẽ mất người dùng. Người dùng sẽ đối xử với crypto tương tự với cách mà họ đã đối xử với các dịch vụ trực tuyến trong cuộc sống hàng ngày, hoặc cách họ chọn hàng hóa và dịch vụ. Người dùng sẽ luôn thử các lựa chọn thay thế khác nhau, đưa ra quyết định dựa trên các đề xuất từ bạn bè hoặc chịu chi phối bởi hoạt động tiếp thị. Hiệu ứng mạng có thể là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, hiệu ứng mạng chỉ có thể được tạo ra nếu giao thức có khả năng được ứng dụng hàng loạt. Nhiều người lầm tưởng rằng các giao thức hiện có hiệu ứng mạng lớn tới mức không thể vượt qua được nhưng Ethereum đã vượt qua Bitcoin về góc độ này. Vì vậy, việc vượt qua được hiệu ứng mạng lớn là điều hoàn toàn có thể. Về nguyên tắc, hiệu ứng mạng không thể phát triển trừ khi giao thức có khả năng làm như vậy về mặt công nghệ. Lan sóng ứng dụng hàng loạt vẫn chưa đến và không ai có thể dự đoán hành vi của mọi người. Nhưng có một điều chắc chắn là mọi người sẽ sử dụng các giao thức có thể sử dụng được nhiều nhất theo quan điểm của họ. Vai trò của nhóm IOG trong tương lai của các Dano điều gì thực sự ảnh hưởng đến sự thành công của các giao thức blockchain nhiều nhất hiện tại có lẽ chủ yếu là các câu chuyện kể tăng trưởng giá trị thị trường tiền gốc tuổi dự án và hiệu ứng mạng chúng tôi dám khẳng định rằng trong tương lai điều chủ yếu sẽ là công nghệ hay đúng hơn là tính hữu ích mà công nghệ sẽ mang lại cho người dùng những câu chuyện kể là cách tiếp thị tốt nhưng có lẽ là chưa đủ để thành công dài hạn tăng trưởng vốn hóa dự án một ngày nào đó sẽ chậm lại và không đóng vai trò quan trọng như hiện nay Tính hấp dẫn của crypto hiện tại chủ yếu là do đầu cơ. Tất cả chúng ta đều biết rằng bạn không thể xây dựng thứ gì đó có giá trị hơn cho xã hội mà chỉ dựa đơn thuần trên sự đầu cơ. Nếu giá trị của crypto ngừng tăng và không thay đổi trong 10 năm tới, thì việc áp dụng sẽ phải dựa trên một thứ khác, và đó chính là tiện ích cho người dùng. Hiệu ứng mạng của tất cả các dự án blockchain ngày nay là rất nhỏ so với hiệu ứng mạng của các mạng xã hội hiện có hoặc tiền tệ fiat. Đổi mới công nghệ sẽ là động lực chính của việc áp dụng trong những năm tới để phát triển hiệu ứng mạng khả năng mở rộng tăng quy mô phải được giải quyết về nguyên tắc vấn đề này có thể được giải quyết ở bất cứ lớp nào nhưng nó phải hoàn toàn liền mạch và dễ sử dụng tiện ích của các dịch vụ phi tập trung phải phát triển bây giờ chắc chắn rằng một mạng lưới giao dịch là không đủ để thành công mọi người mong đợi các dịch vụ tài chính hoàn chỉnh từ việc phi tập trung khả năng lập trình thông qua các hợp đồng thông minh sẽ là một tính năng chính để áp dụng rộng rãi hơn chúng ta có thể tiếp tục sử dụng mô hình hiện tại trong một thời gian dài nhưng điều quan trọng cần nhận ra là không có dự án nào ở trên có thể được cung cấp bởi bất kỳ mạng blockchain hiện tại nào nếu có nó sẽ không vượt qua thử thách của thời gian hoặc lượng người dùng lớn nhiều người dùng hơn sẽ thu hút tin tặc và chỉ có thất bại của kẻ tấn công mới xác minh rằng các giao thức và dịch vụ đủ an toàn và đáng tin cậy chỉ các nhóm chuyên gia từ nhiều lĩnh vực nhà khoa học và lập trình viên mới có thể tiếp tục phát triển công nghệ blockchain họ phải giải quyết những vấn đề hiện tại cũng như những vấn đề chưa xuất hiện. Họ cũng phải đổi mới và thực hiện các dịch vụ mà mọi người yêu cầu. Nếu một ý tưởng hoặc công nghệ mới xuất hiện, họ phải sao chép nó và lý tưởng nhất là cải tiến nó. Vai trò của nhóm IOG đối với thành công của các Dano bị đánh giá thấp một cách khó tin. Đội IOG là một trong những đội phát triển blockchain lớn, nếu không muốn nói là lớn nhất. Sử dụng các phương pháp chính quy và cách tiếp cận khoa học có thể chậm hơn một chút so với mong muốn của mọi người, nhưng đó có thể là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công các vấn đề cần giải quyết rất phức tạp và có lẽ không thể giải quyết được nếu không có cách tiếp cận khoa học nhiều dự án blockchain cạnh tranh tìm cách phát triển nhanh đã chọn cách hy sinh thứ có giá trị nhất mà công nghệ blockchain mang lại đó là tính phi tập trung duy trì tính phi tập trung và xây dựng các dịch vụ có thể mở rộng trên đó là một công nghệ khổng lồ cần giải quyết công chúng vẫn chưa nhận ra điều này các nhà kinh tế muốn thanh toán bằng crypto và không nhận ra rằng điều đó thực sự không khả thi về mặt công nghệ vào lúc này Nhóm IOG biết rất rõ những vấn đề mà công nghệ blockchain gặp phải, nhưng nó có một cái gì đó nhiều hơn nữa. Nhóm IOG biết cách giải quyết những vấn đề này và triển khai giao thức theo cách mà độ tin cậy có thể kiểm chứng một cách khoa học. Nhóm IOG có kế hoạch cung cấp ví đa chuỗi lây, lớp thứ hai Hydra, với các kênh trạng thái đẳng cấu, giải pháp bảo mật Midnight và sự đồng thuận Proof of Stake sẽ thúc đẩy khả năng mở rộng của blockchain theo các mức độ quy mô khác nhau. Ngoài tất cả những cải tiến và đổi mới cần thiết này, nó sẽ bổ sung nhiều thứ khác nhưng quan trọng hơn nhóm iog sẽ không phải là một thực thể tập trung như thường thấy với các dự án tương tự các đano sẽ được quản lý thông qua quản trị trên chuỗi nhóm iog có thể tiếp tục hiện diện như một phần thiết yếu của dự án để có thể đóng góp vào thành công của dự án nhưng vẫn hướng đến cộng đồng không phải tất cả các dự án đều đi theo hướng này điều đó tốt thật công bằng khi thực hiện nhiều thử nghiệm hơn trong quản trị và thử các cách khác nhau bài viết này không có nghĩa là về quản trị phi tập trung nó nhằm mục đích chỉ ra rằng các nhóm có cộng đồng đang hoạt động là một trong những tài sản quý giá nhất mà một dự án blockchain có thể có nhiều người tin rằng cần phải sao chép bitcoin điều đó về cơ bản có nghĩa là ít nhất là trong suy nghĩ của một số người giả vờ rằng không có người lãnh đạo và không có nhóm phát triển theo quan điểm của chúng tôi điều quan trọng là phải nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhóm phát triển đối với thành công trong tương lai điều quan trọng là tính minh bạch giao tiếp và một số hình thức quản trị hoạt động. Cộng đồng các Dano nên tự hào về nhóm IOG. Chúng ta có thể phê phán một cách khách quan một số quyết định. Chúng ta có thể đề xuất những thay đổi và cải tiến. Các Dano thuộc về những người nắm giữ tiền ADA. Nó không thuộc về nhóm phát triển hay Sackley Hoskinson. Họ không có quyền lực. Tất cả những gì họ có thể làm là nghiên cứu, thực hiện thay đổi và suy nghĩ về đổi mới sẽ rất ngây thơ khi chỉ trích bất kỳ dự án blockchain nào vì có một nhóm phát triển và thậm chí có thể là một nhà lãnh đạo. Mọi người nên nghiên cứu về tính phi tập trung nhiều hơn để hiểu mối liên hệ giữa nhóm và mạng phi tập trung. Tất nhiên, Charlie Hoskinson, cũng như nhóm IOG, không có nút dừng, stop, để tắt mạng các Dano. Không ai có thể buộc họ phải làm điều đó. Nếu Charlie và toàn bộ nhóm IOG biến mất khỏi thế giới vào ngày mai, mạng các Dano sẽ tiếp tục hoạt động. Cộng đồng hoàn toàn có thể đáp ứng với tình hình đó. Như vậy, Bitcoin có thể là một dự án đặc biệt không cần đổi mới ở lớp đầu tiên, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không cần một nhóm phát triển và một số hình thức quản trị. Nó có thể chỉ cần bảo trì để tồn tại nhưng luôn phải có ai đó làm việc đó. Dự án Ordinal đã mang NFT đến với Bitcoin. Quan điểm phổ biến là Ordinal vẫn ổn và bất kỳ ai cũng có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với Bitcoin. Tôi thừa nhận rằng tôi không hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ này. Tôi coi đó là một loại hỗn loạn hoặc không có khả năng đạt được sự đồng thuận trong cộng đồng. Tôi luôn nghĩ những thay đổi sẽ là bảo thủ và ngớ ngẩn. Không phải là một số chức năng sẽ bị lạm dụng vì điều gì đó mà nhiều thành viên cộng đồng lên án. Là một người hâm mộ Bitcoin, tôi để nó như vậy, nhưng tôi không nghĩ đó là cách tốt nhất để dự án phát triển. Các bạn vừa nghe xong podcast số 135 của kênh cácdano.vn với nội dung IOG là một lợi thế bị đánh giá thấp của các Dano. Nếu thông tin hữu ích, hãy đăng ký chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các podcast tiếp theo của chúng tôi đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần chúng tôi có podcast phổ biến kiến thức về blockchain còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast tiếp theo